Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón xem bản tin tối ngày 12 tháng 12 của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 12, Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện tổ chức hội nghị liên tịch với Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai, thống nhất các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 13, kỳ họp thường lệ cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20. Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đồng chủ trì hội nghị. Kỳ họp cuối năm 2023, Hội đồng Nhân dân huyện khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ diễn ra trong 2 ngày, 14 và 15 tháng 12, tại trụ sở Hội đồng Nhân dân Ủy ban Nhân dân huyện Quốc Oai. Theo đó, Hội đồng Nhân dân huyện sẽ xem xét 22 báo cáo, 15 tờ trình của Ủy ban Nhân dân huyện, 14 dự thảo nghị quyết. Hội đồng Nhân dân huyện cũng sẽ tiến hành nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân huyện bầu. Đặc biệt, kỳ họp dành nửa ngày để thực hiện hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và những vấn đề bức xúc mà đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện cũng như cử tri trong huyện quan tâm. Một số nội dung quan trọng khác cũng sẽ được tiến hành tại kỳ họp. Đó là Hội đồng Nhân dân huyện xem xét việc chất vấn, trả lời chất vấn các vấn đề mà cử tri quan tâm, tiến hành công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện thống nhất cao với các nội dung dự kiến kỳ họp cuối năm. Đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn chuẩn bị đầy đủ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết thuộc trách nhiệm của Ủy ban Nhân dân huyện theo nội dung kỳ họp để hoàn thành việc gửi báo cáo trình Hội đồng Nhân dân xong trước ngày 12 tháng 12. Kết luận hội nghị, đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện chỉ đạo các cơ quan đơn vị được phân công chuẩn bị các tờ trình, đề án, dự thảo nghị quyết thuộc thẩm quyền, hoàn thành các tài liệu báo cáo xong trước ngày 12 tháng 12. Về đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện thống nhất hoàn chỉnh báo cáo đánh giá 19 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, rà soát lại các chỉ tiêu nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội năm 2023, phương hướng năm 2024 theo hướng bám sát thực tiễn, xây dựng mục tiêu cụ thể bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy và thành phố để sử dụng từ ngữ chuẩn chỉ, sắc bén để xây dựng các chỉ tiêu, giao Phòng Nội vụ huyện chuẩn bị phiếu biên bản và danh sách chức danh do Hội đồng Nhân dân bầu để tổ chức lấy phiếu tín nhiệm. Sáng nay, Ban chỉ đạo chương trình 06, nghị quyết số 09 của Thành ủy và chương trình số 19 của Huyện ủy Quốc Oai tổ chức hội nghị giao ban đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Trong năm 2023, việc triển khai chương trình 06, nghị quyết 09 và chương trình 19 của Huyện ủy đã được tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm. Đến hết năm 2023, đã thực hiện hoàn thành và vượt chỉ tiêu 13 trên 18 chỉ tiêu kế hoạch. Hiện đang tiếp tục thực hiện 5 chỉ tiêu còn lại giai đoạn 2021-2025. Việc tuyên truyền, phổ biến các nội dung của chương trình rộng khắp, đa dạng, phong phú. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình được coi trọng, tạo sự chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động của cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn huyện. Phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa có nhiều chuyển biến, tác động tích cực đối với việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, đặc biệt là trong xây dựng gia đình, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa. Toàn huyện có 96,6 hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa, 95 trên 95 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, 96 cơ quan đơn vị đăng ký lần đầu công nhận cơ quan đơn vị văn hóa, 100% thôn tổ dân phố có nhà văn hóa. Tiếp tục triển khai thực hiện rộng rãi hai bộ quy tắc ứng xử của thành phố bằng nhiều hình thức, chú trọng làm tốt công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Chất lượng giáo dục tiếp tục được giữ vững và có nhiều tiến bộ. Việc đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện được đẩy mạnh ở các cấp học, bậc học và mang lại kết quả nhất định. Hoạt động du lịch đã được đẩy mạnh, trong năm trên địa bàn huyện đã đón trên 350 lượt khách du lịch đến tham quan. Công tác giải quyết việc làm đã được thực hiện hiệu quả. Trong năm 2023, đã giải quyết được việc làm cho 3.726 trên 3.200 người lao động, đạt 116,44 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao. Các nội dung hoạt động thể dục thể thao, tuyên truyền cổ động được thực hiện đảm bảo và vượt về số lượng, chất lượng theo yêu cầu của huyện. Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu ý kiến đóng góp và dự thảo các báo cáo, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đưa ra những giải pháp khắc phục. Phát biểu kết luận hội nghị,
Đồng chí Đàm Công Lợi, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo, đề nghị tiếp xúc đề xuất thành phố quan tâm xây dựng trường học liên cấp chất lượng cao. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giao cơ quan huyện đoàn tiếp tục nhân rộng mô hình thư viện số tại các xã, thị trấn. Giao Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi sáng tác các bài hát về quê hương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện việc cưới, việc tang văn minh tiến bộ, tiếp tục tổ chức hội thảo để đưa quy ước văn hóa vào cuộc sống. Chuẩn bị cho giải bóng chuyền hơi nam mở rộng tranh cúp truyền hình quốc oai năm 2023 được tổ chức vào ngày 15 tháng 12 tới đây. Sáng hôm qua, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức họp chuyên môn và bốc thăm thi đấu đối với đại diện các đơn vị, câu lạc bộ tham dự giải. Tại hội nghị, lãnh đạo Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đã quán triệt về các nội dung thi đấu, địa điểm thi đấu, đối tượng, thành phần tham gia giải đấu, thể thức thi đấu, cách tính điểm, xếp hạng, cách đăng ký tham gia thi đấu đến các đội tuyển tham gia thi đấu. Theo đó, giải đấu sẽ được diễn ra vào ngày 15 tháng 12 năm 2023 trong một ngày duy nhất. Tham dự giải có 13 đội bóng đến từ các đơn vị câu lạc bộ được bốc thăm thi đấu theo hình thức loại trực tiếp, thi đấu 3 hiệp, 2 hiệp đầu 21 điểm, đuổi chạm 25, hiệp cuối 15 điểm, đuổi chạm 20. Giải bóng chuyền hơi nam mở rộng tranh cúp truyền hình quốc oai nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi rộng khắp trong các cơ quan đơn vị trên địa bàn toàn huyện, tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các địa phương, góp phần nâng cao sức khỏe, rèn luyện thể dục thể thao trong toàn dân. Bản tin tối của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Quốc Oai đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.